I bought you some very good chocolate. Hello, everybody. So, how is everyone? Fine, yeah? Ah, look at what you have. I went to a chocolate shop, you know, the confectionery shop. And they sell just those things. So, and you are so many, you know. Even I bought the whole shop, still not enough, okay? So we just have to share a little bit like that here and there, huh? And these are for the working staff, okay? Okay, guys? For the working people only, yeah? And we leave it here for everybody to drool around. But no touching, huh? And don't eat it with your eyes. And then nobody else can eat it. So, is everything okay? Good, 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 good. What is all this tuxedo doing in here? Huh? They tell you black tie and dancing shoe, right? Why you wear so many stuff? Supposed to be black tie and dancing shoes only, right? Hey, you all look so nice. All this stuff. You came back again? So where you are now? We wait until 15 more minutes, yeah? And then we can... I have a book in my desk, yeah? A joke book. Quickly bring it here. Yeah, we tell jokes. Huh? What else we do today? Huh? We don't want to, like, tell in spiritual practicing. You know? We all only want cake, chocolate, and good laugh, yeah? How long it takes you to come here? Never mind, laughing. I haven't told joke yet, and she laughs already. How long it takes you to come here? 10 hours? Who is the record breaking? Like, how many hours? Six. Six is nothing, yeah. I heard 16 from Spain. I heard outside. 16 from Spain? Yes. Wow. How many Spanish people? How many Spanish people here? How many? How many people? 16. Uh-huh. How many people? 16 hours from Spain, huh? Last time it took me 36 hours, remember? Yeah. Or 30 hours? 35? Yeah, thank you, thank you. What's that? Hey, where are you going? Where are you going? Party. How's the kids doing? Wonderful. Yeah? Busy now, huh? You are. I haven't seen you for a long time. Yeah? Too busy at home, huh? You have anything nice to tell me? Where's the Spanish people? All this here? Todo aquí? No. Ya no do. Yeah, tell them to bring. Tell them to. Yeah, yeah. Will she speak French? For God's sake, call somebody who can speak Spanish. Because I do. Oh my God, there's no room here. And they put a big cake. Okay. Yeah, come in. What's wrong with you? Oh, I thought something wrong with you. I thought you lose the last battle, you know, last boxing. Never mind, just sit anywhere. So sit here. And here. Aquí, aquí. Aquí. Yeah, sit here. And push this in the front. You speak English now? No. Hablo English? Ahora? No? The basket, go in the front. So you can sit here or there. Yeah, one more guy, you see? Come here, come here. 16 hours, huh? Who drives? English? This one. No, no English? Who can speak English? I can. You can, huh? Okay. How many? Some? Some word, there's not much. Don't we have translation today? Yeah. Yeah, you do. Are you busy there? I can't. How many? Who drives? Jose? What's your name? Juan. 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 France. 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 Francisco. Francisco.
How many hours? ¿Cuántas horas les tomó? ¿Cuántas horas? 16. 16. 16. Non-stop or stop? Mm. You can go out now? Yeah. Huh? Yeah? You go anywhere now? You're under your big brother protection, you have no fear, right? Big brother. No, this is a younger brother, right? No, this is the other one. The other one? Oh, last time is the other one. No, this was him. It's the same one? Yeah. He look younger this time. Look younger. What happened? Más joven ahora. Mm-hmm. Fell in love or something? ¿Enamoraste? You. Why your brother don't come? Porque tu hermano no vino. Hermanos, ¿no? Sí, hermanos. Yeah. Have baby? Baby. Your brother have baby? Miracle, that's happened. Your brother's wife, mm-hmm. Yeah, had a new baby? La, oh. She's pregnant. Pregnant only? Yeah. Not have baby? No tenido bebé todavía. Ah, yes. 6 meses y medio. Six months and a half, huh? Yes, yes. Oh. Yeah, so cannot come? And he was in another city, that's why he couldn't. Oh, okay. I called him yesterday. Okay, too late, huh? Yeah, and he said, I'm now in the north of Spain. Oh, north of Spain. Yeah. Okay, no problem. Say hello for me, okay? Yeah. So, no, he translate, man. What are you doing? Tienes traducción desde el salón. Yo traduzco aquí para si le quieres preguntar algo a la maestra, ¿vale? I just said there's translation from the office coming here, uh-huh. So I'm just gonna translate if they wanna ask you a question or anything like that. Yeah. Okay. Rápido. Rápido, right? Anything good? Tell me. Anything good you wanna tell me? Good story? No? How about the English there? How is your job? Huh? Yeah. Yeah. Yes, it's good. Yeah? We have a Christmas market. Oh, festival. Coming? Do you mean you're not yet? Just a month for the Christmas market. Yeah? It was great. Lots and lots of people trying vegetarian food. Ah, wonderful. The response was brilliant on food. Lots of people trying our food. Okay. Loving it. Okay. Yeah. So you make a lot of money now? Not yet. Every time I ask you, you say, great season coming. It all has to be paid out again for the following year, this time of year. Okay, okay. You spend a lot of money? Yeah. Just for a trailer? Well, it's the rent, Master, on festivals. Equipment? High rent. High rent? Plot of land, yeah. Oh, really? Yeah, oh, really? How much? Just in case I want one, you know. It's about 5,000 for a weekend. What? Just for the rent. Are you kidding? No. 5,000 pounds? That is 10,000 euros, no? And then you have to buy your stock and pay your staff, so it's about 10,000 pounds sometimes before you start trading. My God, you got to be but rich. But it's okay, because I know the good festivals now, so most of the ones I do, we can do okay. Okay. Hopefully. Huh? And they love the food, just queuing up for the vegetarian food. They are? Yes, absolutely. Mm-hmm. Make sure you can pay £5,000 a weekend, my goodness. Yes, it's worth it. Cause I don't know what kind of country is that, you know, look like you pay for gold. Well, that's England. I know. I know. Look like everywhere is like a royalty, you know? Royal palace, something, royal land, a royal plot, yeah, royal vegetarian food. So how much do you sell for a sausage over there? Quite a lot. 100 pounds each? No, I wish. Huh? No, about £3, £3.50. How are you? But going, we do lots of different things. How are you going to earn it back? You can. I'm so scared, no, man. As long as you do the right work, as long as you know the jobs you're doing. Really? Yeah. And you know the job you're doing? Yeah, yeah.
I'm just waiting for the time, you know? We have 8 minutes, right? Is that correct? Yeah. Yeah? We're going to have some hat or something? No? No hat? No, huh? No hat? Wow, okay. It's just a pocket-sized retreat, so therefore. I like your earring. My God, why didn't they give me any like that? Huh? No, I have some already. If you give me, you don't have any. I'm glad somebody has something. A couple here and there. Oh, yeah. Very smart. Last time I'm in Germany, I just took it from the Christmas tree, no? Remember? And I look glamorous, no? $2 earring, yeah? Anybody else have some good stuff? Long time no see? Hmm? Nada? Just sit, come and sit like this. Waiting for some big words from mommy. Yeah? No, nobody has a nice story or something. All this time you're outside, running with the world and you have nothing? And you come here and wait for a lady who just stay in a small hut and tell you stories? Oh, you funny people. Okay. Never mind. Maybe we tell some jokes, huh? You know, funny, this is Jewish jokes. So, no story, huh? Hmm. And you? You have baby also? No? No? Ay, Pedro, ¿tienes bebé también? What's your name? Pedro. Pedro. Yeah. How you say, do you have a baby? ¿Tienes bebé? Huh? ¿Tienes bebé? ¿Tienes bebé? Creo que no. No? I believe no. Just believe it. Last time you check, huh? He always look like younger than the other one, right? Siempre te ves más joven que la última vez. He's older, but he look younger, huh? La maestra sabe que tú eres más viejo, pero te ves más joven cada que te ve. Are you sure the birth certificate's not been like... Que si está seguro que si el certificado de nacimiento switched. Está bien. No? Yes? No te lo han cambiado el certificado de nacimiento, Pedro. Ella lo cambió. You changed it. I changed it? Yes. Why? What did I do? ¿Qué hizo ella? Usted. ¿Pero qué te hizo, Pedro? What did I do? It says it felt the truth and all the loving from you. Ah, oh, well, I didn't talk about the truth. I talked about your birth certificate. Dice que no hablo de la verdad, sino de tu certificado de nacimiento. Yeah, never mind. You know, when they're both together, the smaller brother look bigger, right? Yes. Or not? That's for what I remember in Spain, right? And now he even have a baby before you. Ay, a shame on a big girl. La maestra dice que tu hermano ha tenido un bebé. Qué lástima de ti. It's okay. I'm just joking. Solo te estoy tirando el pelo. I'm just joking. Yeah. The baby doesn't make you any bigger. Look at him. He had two babies already. He still looks the same. So, you guys are busy? You haven't seen me for a long time? Yeah. Hmm? Do the camera or something? What did you do? I've been doing a little bit for SMTV, yeah. A little bit. A little bit, uh-huh. And the rest is the two babies, right? Yeah. My God. Some people want the baby so badly, they don't have... He didn't want, he had two. One after another, yeah. Not don't want, it just, you know, didn't expect, yeah? And then they just come out, here we are, voila! Baba! And then very, very busy after, huh? 12 o'clock already? Oh, we did not even count. Huh? Okay, so we can... 1 minute? So we count now? Oh, wait, when should we count? 10 seconds before, right? Yeah. Okay, can you tell me when? Now? No, 20 seconds. Then we have to count 20 times, it's too much. 10 only, yeah?
10. Now? Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, slow down 2, 1. Happy New Year! Yeah, come in. Oh, man, give it to the one who don't have. Oh, it doesn't fly because sometimes it's paper inside, you know. Champagne, wow! Non-alcoholic. Good, good. If it's something, listen, some people have more, some people have less, okay? If you have more, that means maybe you practice a little more. If you have less, don't blame me, huh? Yeah, watch it. Yeah, you can put them here, right? So we cut cake or something? Yeah, we will. There. This one I can make it fly. And we're gonna have champagne. There. Be careful. Something flying. Something coming. That was good. Pedro, I thought you were in America. You're not? Give it to next door, huh? Take it over yourself. This music plays forever? Okay, we're going to cut the cake, huh? Right? Okay. This thing now, each one have one, okay? I share it then. One each, yeah? One each. Yeah, the one who have it, give it to the next neighbor, one each, okay? Okay, cutting cake now. Do we sing anything for Happy New Year? Spanish. Yeah, sing. Why not? Feliz Año Nuevo. Oh, yeah, come on. Feliz Año Nuevo. Dos, tres. Feliz Año Nuevo. No es costumbre en España. Ah, que no. No, I didn't mention it. Pero se canta. Spanish. It's very easy. Just Feliz Año Nuevo. Yeah. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Can we sing again? Yum, yum, yum. Look like bread. Feliz año tu master. Feliz año nuevo. Ah, very good. Thank you. Simple, no?
You sit in here, you work, yes, man. Okay. You're too young to retire. Wow, it looks really good. Yeah? I'm going to show you how good it looks. Wow, look at that. Wow. Professional, huh? Well, okay, you guys enjoy, all right? I'm going out to give more cakes and red envelope to everybody else. You enjoy. Oh, we did not have a chance to even tell a Jewish joke. What do? We cheers first, huh? Yeah. Bring it over. Ah, good, good. Cheers. Cheers. Bon New Year. Bon année. Buen año, buen año. Buen año. Buen año. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Các vị đồng tu thương mến, hôm nay chúng ta đang rất hạnh phúc để đón chào một năm mới cùng bữa tiệc BBQ. Brother and sister, how are you? Good. Let's begin our BBQ party. Chúng tôi rất hạnh phúc vì hôm nay tất cả các anh chị em trong gia đình Quán Âm đã có dịp tụ hội về đây để đón chào năm mới cùng sư phụ kính yêu. On this very special occasion, we have Formosa, overseas, and European disciples gathered together to celebrate a very happy New Year, and especially with our beloved master. Trong bữa tiệc ngày hôm nay, chúng ta sẽ được thưởng thức những món ăn thật tuyệt vời trong ân điển của thiên đàng. Và ngay sau lưng chúng tôi đây là những món ăn mới với tất cả niềm vui và tất cả niềm ân phước từ thiên đàng. Tôi xin giới thiệu cho các bạn chai rượu Thiên Xiang Hồng. Chai rượu này là của thầy chúng tôi yêu thương, thầy đã vì chúng tôi thiết kế. Trên tay của tôi đây rất vinh dự được cầm chai rượu mà sư phụ của chúng ta đã tạo ra. Đây là một sáng tạo mới của sư phụ để vui chung với chúng ta trong dịp lễ Tết này, với mục đích là khơi dậy niềm vui. Và đây là một thức uống không có cồn mà sư phụ đã đặc biệt thiết kế cho những người ăn chay như chúng ta. Hãy cảm ơn sư phụ vì sự gia ân này. This cake was specially designed by our beloved master and disciple.
We believe that when eating this cake, we will have a very peaceful and joyful New Year. Của người Trung Quốc để đón chào một mùa năm mới, bao gồm tất cả các loại trái cây, các loại bánh ngọt và các loại thực phẩm mà tất cả đồng tu của chúng ta đã tạo ra, niềm sự trù phú và phong phú của tất cả các loại thức ăn ở đây. Người Trung Quốc tin rằng đó là một niềm may mắn cho một năm mới sung túc và sung vầy. As you can see, here is fruit cake that was specially prepared for this new year. It is traditional Overseas and Chinese. Let's have fun. Chúng ta hãy cùng chờ đợi trong ít phút nữa, sư phụ kính yêu sẽ có mặt với chúng ta ngày hôm nay để khai tiệc bữa tiệc BBQ đón chào năm mới. 好，现在呢，我们就请师兄师姐，来 enjoy 我们的这个 barbecue，然后你们可以看到我们这个桌子上什么你们喜欢吃的，就自己大家来取好吗？好，那等一下我们先吃 barbecue 好吧？好。At 8:30, Pastor will come with us. We're very happy. Everybody good, yeah? You good, yeah? Look at all this, huh? Very nice. Yeah, very good, very good. Okay, okay. What is it? Oh, this is your Okay, beautiful. Wow. Very nice decoration. Very good. Oh, my. So beautiful. What a beautiful. Okay, tourist. Huh? Photo in front. Very nice. Good job. Yeah, good job, eh? Thank you.
One more. My telephone is here. Okay, it's good. I have to have an email. Sorry. Okay. Work. Just 1 second, please. Excuse me. Don't look. Secret service. À, cho mấy người kia coi, cho mấy người kia coi cơ. Mấy người kia, sư phụ có rồi. Mấy người kia. Okay. Come around. The Vietnamese, come around here. Yeah? Only the one who can sing, huh? Mấy người nào mà có ai đây, lại đây. Cô kia. Yeah, come on. Can sing, yeah. Yeah, everybody can sing, yeah? Yeah? Người nào biết hát bài này nha? Người nam, người nữ, thì họ biết hát, mà hát đúng điệu, hát theo chị lớn mà ha, chị hai mà. Mấy người nào không hát được thì ăn đi nè. All right, 1, 2, 3. Hoa lá nở thắm đẹp làn môi hồng. Xuân đến rồi đấy nào ai biết không? Mang những hoài mong đi vào ngày tháng. Bao nhiêu mơ ước đến khi mùa xuân sang. Tôi chúc gì đây vào mùa xuân này. Khi nắng và tươi nhiều làn tóc ai. Khi gió nhẹ lay hoa đào hồng thắm. Trong khi xuân thắm mới tô đẹp tháng trăm. Điều ước muốn con nước vinh quang trong tia nắng thanh bình để người tôi yêu mến quay về gia đình niềm vui bên lửa ấm. Tôi chúc yên lành mọi người khắp chốn không gió đưa duyên cho cô gái xuân thì ước nguyện sao trong lành tôi chúc ngày mai dù đường xa vời trai gái bên duyên đẹp lòng lứa đôi cho hương càng bay trên đèo đường mới ai bên tai những lúc tâm tình lên cây tôi chúc tôi đây người về phương thời gian lạnh lùng lướt màu mong ước ngày sau như là ngày trước hãy trong tay nhớ lúc trao tiền đầu xuân. Yeah, maybe we can sell $1 record. Yeah, ăn đi cho hát giỏi. Mấy người đánh đờn đâu. Wow, musician á. Old musician. Người nhạc sĩ lang thang. Thế, chúc. Ôi, cô Trần Bể. Trần Bể mất ăn nha. Đây. Sorry. Cái bài hay quá hả? Ăn nữa nha. Ăn nữa nha. Ai chụp được chia người khác đừng ăn một mình nó bự ra nha. Má. Cho bà má đứng đằng sau nè. Ê, bà má đứng đằng sau. Bà già. Yeah, the old woman. Yeah.
Ok. Người nào già già đứng đây không? Anh này. Ông già đứng đằng sau. Old man. You think you're not old? Huh? Here you are. We are all very young anyway, huh? Especially me. Young woman. Young girl. Yeah. Beautiful girl, yeah. Say it again. Okay, enough. I am blushing already. Okay, we sing again. Perfecto. Chắc cái nghề ca sĩ phải bỏ ha. Thôi bỏ làm Supreme Master thì cho ok rồi. có đứa nhỏ đồng tu mà, nhỏ 7-8 tuổi á, má nó hỏi lớn lên con muốn làm gì ha. Cái đứa bé nó nói con muốn làm vô thượng sư. Má hỏi tại sao nó muốn làm vô thượng sư? Tại vì một ngày thấy bà hai ba tiếng thôi, làm một ngày có 2-3 tiếng. Sướng rồi chưa? Cái nghề sướng hả? Nghề vô thượng sư nghe nói làm việc có một ngày có 1-2 tiếng gì đó, hay là cuối tuần mới làm thôi. Ok, don't make me work again, hả? Huh? Yeah. Sao mà đàn bà không không thấy đàn ông? Có biết hát không? Mấy đàn ông có biết hát không? Có biết hát không thì... Ok. Biết hát hả? Thì sao không hát vô? Ok, ly rượu mừng, ok hát. Rồi. Bây giờ... Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi này mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi người thương gia lợi tức người công dân ấm no. Ok good. No good. Sống cuộc đời lành, người vì nước quên thân mình. Kìa nơi xa xa có bà mẹ già, từ lâu mong con mắt vương lệ hoa. Chúc bà một sớm quê hương, bữa con về. Hiền chữ trung tình, điều hân hoan mừng đôi uyên ương, xây ấm trên thành yêu thương. Cạn ly mừng người nghệ sĩ, tiếng guitar chấm pha tô lên đời mới. Bạn ơi. Thank you.
đời hạnh phúc tràn hòa. Mấy em cũng vỗ tay như thường. Wow. Vỗ tay ăn ủi à, còn đỡ hơn mấy trái cà chua nè. Ok. Chỗ này là hả? Chỗ này là hả? Bác cũng được. Nếu mà bán cũng được hả? Tại mấy người mặt đẹp đẹp thành mới bán được chứ đâu phải cái giọng đâu. Cái bài này hơi khó ha, tại vì có gì mà lính chiến với uống rượu, thành ra mình hát thôi mình thấy trật lất ha. Hát lại cái bài kia đi. Có nhiều bài xuân nữa, thí dụ bài gì đó. Không, không phải, không phải. Có nhiều bài xuân hay lắm mà ở đây không có. Không. À, cái bài này cũng hay lắm đó. Biết không? Nên là biết do chân nó coi. Okay. Hey, you guys, the non-Vietnamese, enjoy your food, okay? We enjoy our stuff here. Because I haven't been home for a long time. Yeah? You know, I have not been to Vietnam, but in China, Taiwan, everywhere else I've been already. So I sing with them, yeah? Okay. Xuân đã đến rồi, gieo rắc ngàn hồn hoa xuống trời. Vui trong bình minh, muôn loài chim hát ra mọi nơi. Đẹp trong tiếng cười, cho kiếp người tình thương đắm đuối. Thánh xuân đêm vui với đời. Kia trong vạn nắng, kia trong vạn nắng. Xuân năm chín niên khói lửa, chúc mừng năm mới, không hỷ phá trời. Bài nào nữa là bài này hay. Ai chơi mùa xuân đâu cưng? Đâu? Wow, mấy bài này hay dễ sợ. Nay này sư phụ cũng biết mấy bài này bài mới hả? Đâu, anh chơi mùa xuân đâu? Không có quyển màu xanh đâu, thấy đâu? Cánh thịt đầu xuân thắt rồi. Má ơi. Má hồi nãy giờ đi đâu vậy? Bên nhau giữ được trăng tròn. Hả? Bên nhau giữ được trăng tròn. Oh, I don't know anybody. À, trăng tròn đâu? Sư phụ đâu có biết người nào. Bây giờ cái này chứ không phải mùa xuân đâu. Lạc hậu, ok. Gái xuân hả? Gái xuân cũng hay đó hả? Ok, để thử nha.
xuân lỡ đáng hoa xuân hồng, cô gái xuân mơ chuyện vợ chồng. Tôi ta xuân đi trên mái tóc, đêm xuân cô ngủ có buồn trông. We got it. Once in a while, huh? Lâu lâu, lâu lâu hát hay chút. Bây giờ, bây giờ. Hao hao, cô lại, cô lại. Cô lại. Chính chiều, ha? Bữa nắng đâu rồi, chính chiều vô, tầng xa yêu phải chiều, mà phải. Cô lại, cô lại. Xong cho hỏi là xong rồi. Cô lại, cô lại. Hey. Chính chiều, cô lại, cô lại. Mongolia, hả? Hả? You Mongolian? Chinese? Okay. Chinese aboriginal. Come here, come here. Yeah, yeah. 多谢了，多谢。你不是要请求吗 ？OK，OK，OK。不是你出来请求，是我来唱歌。好了，唱了，唱了。多谢了，多谢十方众兄妹。 我愿意去共产党，共祝师父新春乐呀，新春乐。多谢了，多谢师父好心意呀，我们一起把新春闹。多谢酒敬亲人的敬亲人。现在可以了哈。OK now. Thank you. Finally, huh? Wow. Finally, I get to drink some of my own wine. Thank you. 行，大家，两三个，你们一起有了吗？ Oh, it's going to rain now. 有，倒给他们吗？有。 OK, 静静。哎，新年快乐！干杯！ 万事如意哈！ Feliz año nuevo! Yeah, 叔叔，环保，接地球，Vivesco Green to save the planet. Save the planet! Ah, very good. Thank you. 谢谢，多谢。 Okay, their program, I don't know. Must sing first and drink later. That's also logical, yeah? After you sing, you get dry in your throat, then you drink, no? Yeah. Okay, any other surprise?
If not, then we continue with our newly formed record company. Never sold any yet. Maybe never sell any. Sướng thao băng chưa lên mà đã xuống à? Mầm non mới lên hả? Đâu còn bài này nữa, nãy nói gì đâu. Cái này bài mới mà. Hát thử coi. Ok, thôi mấy người hát đi. Anh cho em mùa xuân có rồi. Wow. Ok, hát bài xuân đi. Hát gì đó đi. Vui nào vui ngày xuân đến, xuân xuân ơi xuân đã về, tiếng chúc tân mưa chào đón mùa xuân, xuân xuân ơi xuân đến rồi, cánh em bay về cho con mình nào đứng, xuân xuân ơi xuân đến rồi, những ngón tay vàng chào mùa xuân sang, niềm vàng và câu chúc yên lành, đất nước có hoa yên ấm an vui, bao em thơ mèo mới tươi cười. I'm checking. Tết đến rồi đó. Tết. Ok. Nhưng mà cái bài này chậm phải không Cưng hả? Ok. Anh cho em mùa xuân, hoa vàng mới nở, chiều đông nào đừng nhớ. Đường nào sao lá đầy, chân cương ngọn kia phố. Bye.
Okay, I know you guys don't want to go, eh? But I heard that we have better program. You know, this is just an appetizer with all these wandering musicians. Why wandering? Because we cannot sell anything, any disc, any record. Nhạc sĩ lang thang, biết không? Okay, so you eat already? If not, too bad. The program finished. We have to go inside and have a better program, no? Lucas is dressed up beautiful for the new program. We cannot sit here, okay? Too long. I'll see you later.